Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Các bạn thân mến, Liên Xô ngay bây giờ Cộng hòa Liên bang Nga được biết đến là người anh em thân tình với Việt Nam chúng ta từ nhiều năm nay, là đối tác đáng tin cậy và ưu tiên trong nhập khẩu vũ khí quân sự của quốc gia Việt Nam trong năm 2012 đến năm 2023. Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm cho biết, quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam là Nga, với 78. Con số biết nói này đã gián tiếp khẳng định rằng, các trang thiết bị của Nga đã góp phần không nhỏ vào sức mạnh tổng thể của kho vũ khí quân sự Việt Nam. Trong số rất nhiều những loại vũ khí mà Việt Nam nhập khẩu từ Nga, được biết có một loại vũ khí siêu nguy hiểm, đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ người bạn láng giềng Trung Quốc. Người bạn núi liền núi, sông liền sông nhưng vẫn luôn có những dã tâm thôn tính nước ta, bành trướng mở rộng lãnh hải từ nhiều năm nay. Vậy loại vũ khí nào có thể khiến người bạn ấy lo lắng đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Cái tên mà chúng tôi muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay chính là tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Ngày 24 tháng 1 năm 2018, tàu vận tải do Doctor quốc tịch Hà Lan đã đưa chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ tư của Hải quân Việt Nam, mang số hiệu 16 với tên gọi Quang Trung về tới cảng Cam Ranh sau khi khởi hành từ Nga hôm 27 tháng 11 năm 2017 trước đó. Chính con tàu này đã đưa chiếc Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam hiện đã mang số hiệu 15 với tên gọi Trần Hưng Đạo về nước vào hôm 27 tháng 10 năm 2017 sáng ngày 6 tháng 2 năm 2018. Tại quân cảng Cam Ranh Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ cho 15 Trần Hưng Đạo và 16 Quang Trung, tên gọi của hai tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 mới tiếp nhận. Hai tàu hộ vệ tên lửa này chính thức vào biên chế của lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân. So với những chiến hạm trước đây, hai chiếc Gepard 3.9 vừa biên chế lần này được trang bị vũ khí chống ngầm hiện đại hơn. Theo lời của chuẩn đô đốc Phạm Văn Hoành, tư lệnh vùng 4, thì đây chính là cặp chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chúng được mệnh danh là 4 viên kim cương của Hải quân Việt Nam. Theo Sina trang báo của Trung Quốc, việc trang bị 4 tàu hộ vệ lớp Gepard, đặc biệt là Gepard 3.9 đã tăng mạnh thực lực của Hải quân Việt Nam, giúp cho Hải quân Việt Nam tiếp tục tiến lên một bước trong xây dựng hiện đại hóa. Gepard 3.9 là loại tàu hộ vệ tên lửa nổi tiếng của Nga. Loại tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ săn tìm, theo dõi và tác chiến hiệu quả, chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, giải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Chiến hạm lớp Gepard 3.9 này với kết cấu thân làm từ hợp kim nhôm magie cùng với lớp sơn phủ đặc biệt hấp thụ sóng radar, cho khả năng tàng hình tương đối khá. Hệ thống vũ khí của Gepard 3.9 cũng rất toàn diện. Các thông số kỹ chiến thuật bao gồm lượng giãn nước 2.100 tấn, được trang bị radar thám sát tìm kiếm mục tiêu trên không Positive Me 12, 8 tên lửa hành trình chống hạm KH-35 Uran-E, 1 mô đun tổ hợp tên lửa, pháo phòng không với 8 ống phóng, 32 tên lửa tầm gần 9M311M1 dẫn bằng laser sonar, 4 ngư lôi chống ngầm hạng nặng tay 53, 65 cỡ 533mm, 1 pháo hạm ặc 176m cỡ 76mm, và hai pháo phòng không bắn nhanh ặc 630m cỡ 30mm. Chiếc Gepard 3.9 trên vẫn được thiết kế với sàn đáp trực thăng, đủ khả năng tiếp nhận máy bay lên thẳng chống ngầm K-28. Tuy nhiên, nó không có nhà chứa dạng kín, mà chỉ là dạng nửa kín. Trong những năm qua, đội tàu hộ vệ tên lửa đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ như việc độc lập thử tên lửa chống hạm, tổ chức huấn luyện đường dài, huấn luyện cất hạ cánh trực thăng K-28 trên tàu khi neo đậu và khi tàu đang hành trình. Đặc biệt, đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 còn tham gia các sự kiện đối ngoại quốc phòng ở nhiều quốc gia, tại nhiều vùng biển khác nhau. Những hoạt động này để giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với hải quân, quân đội và nhân dân các nước trên thế giới, khẳng định năng lực, vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Gepard có khả năng hoạt động trên biển dài ngày, được chứng tỏ qua chuyến thăm của chiến hạm Quang Trung đến Valivoto vào mùa hè năm 2019 từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 với hành trình 4.600 hải lý, hay 15 Trần Hưng Đạo với một kỷ lục mới khi vượt qua hơn 5.000 hải lý đi thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trong năm 2018. Những chuyến đi biển xa vài ngày hết sức thành công này của các tàu hộ vệ tên lửa Gepard hiện đại đã chứng minh Hải quân Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được vũ khí, trang bị mới. Thêm một thông tin nữa cũng hết sức đáng tự hào. Triển khai nhiệm vụ tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Games năm 2021 đã diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 với 34 nội dung đua tải tại các thao trường thuộc nhiều quốc gia khác nhau do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cử biên đội tàu 15 Trần Hưng Đạo, 16 Quang Trung thuộc lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân tham gia sự kiện. Tàu của Hải quân Việt Nam sẽ thi đấu môn thấp biển với 4 nội dung gồm kỹ năng hàng hải, điều động và cố định tàu bằng neo, và buộc lái tàu vào phao cố định.
đấu tranh chống chìm tại cơ sở huấn luyện trên bờ, sử dụng phương tiện cứu hộ, thực hành trên biển thi bắn pháo tàu, bắn pháo vào mục tiêu trên biển, trên không và mục tiêu là mìn nổi. Hiện chưa rõ địa điểm tổ chức các môn thi của Hải quân tại Army Games 2021 được ban tổ chức tiến hành ở đâu. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ là ở Viễn Đông, Nga. Và nếu thông tin này được xác nhận, biên đội tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện một hành trình kỳ diệu nữa là vượt đại dương, vượt hàng nghìn hải lý tới Nga tranh tài. Giới phân tích quân sự đã so sánh tàu hộ vệ Gepard 3.9 của Việt Nam với tàu hộ vệ Tai 54 của Trung Quốc và đưa nhận định rằng Tai 54 Giang Khải 1 to xác nhưng kém xa Gepard 3.9 Việt Nam. Tai 54 Giang Khải 1 là lớp tàu hộ vệ tên lửa đa năng, được đóng cho Hải quân Trung Quốc, nhằm thay thế cho vai trò của người tiền nhiệm Tai 053H3 đã lạc hậu. Thiết kế của Tai 54 dựa trên nguyên mẫu hình học khinh hạm Lafate của Pháp, được tối ưu hóa cho việc tán xạ sóng radar, nhằm nâng cao khả năng tàng hình. Tàu còn được lắp đặt nhiều thiết bị điện tử có nguồn gốc từ Pháp, mà Trung Quốc nhập khẩu trong thập niên 1980, sau đó sản xuất trong nước theo giấy phép. Những hệ thống này được cho là tương đương với Lafate đời đầu. Giang Khải 1 có lượng giãn nước là 3.900 tấn, dài 134m, rộng 16m, mớ nước 5m, động cơ diesel gồm 4 máy SMT Biotech 16 PA6 STC công suất là 5.700 kW, mỗi chiếc cho tốc độ tối đa 27 hải lý trên giờ, tương ứng 50 km trên giờ, tầm hoạt động là 8.025 hải lý, 14.900 km. Radar cảnh giới đường không của Tai 54 là loại Tai 363S2D. Trên đỉnh tháp radar chỉ phát hiện được mục tiêu từ khoảng cách tối đa 112 km. Hơn nữa, độ chính xác cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Đặt cạnh Gepard 3.9 tầm quét 150 km, theo dõi 40 mục tiêu và bám bắt 3 mục tiêu cùng lúc, thì rõ ràng năng lực của Tai 363J không thể sánh bằng. Radar tìm kiếm bề mặt của Tai 54 là loại MG-36A dùng để dẫn đường cho tên lửa đối hạm, tầm hoạt động 150 km so với 250 km ở chế độ chủ động và 450 km ở chế độ thụ động của Gepard 3.9 như vậy. Mặc dù mang EJ-83 có tầm bắn tới 180 km nhưng nếu tác chiến độc lập thì Tai 54 không thể tận dụng hết tính năng của các loại tên lửa chống hạm này. Thêm vào đó, Gepard mùng 3 tháng 9 với thiết bị điện tử cực nhạy kết hợp diện tích phản xạ radar thấp do kích thước nhỏ hơn cũng khiến cho ưu thế về tầm bắn của EJ-83 trên Tai 54 bị xóa nhòa. Tai 54 mang 8 đạn phòng không HHQ-7, tầm bắn tối đa 15 km so với 9M311 suốt sonar của hệ thống Lama trên Gepard 3.9. Mặc dù tầm bắn ngắn cùng với đầu đạn nhỏ hơn, nhưng tốc độ cao 1.100m/giây so với 750m/giây, cũng như độ chính xác khi đánh chặn mục tiêu bay thấp nhờ bám chùm laser của 9M311 lại vượt trội hoàn toàn tính năng này của 9M311, đặc biệt quan trọng do nó có khả năng đánh chặn tên lửa đối hạm bay bám biển, điều mà HHQ-7 chưa bao giờ được đánh giá cao. Giang Khải 1 chỉ nổi trội ở tác chiến tầm gần do pháo hạm Tai 210 cỡ 100mm có uy lực, cũng như tầm bắn xa hơn 176m trên Gepard 3.9. Bên cạnh đó, nó còn có năng lực chiến chống ngầm, điều mà phải đến cặp Gepard tiếp theo mới được bổ sung. Nhưng nếu xảy ra kịch bản đối đầu 1-1, chúng ta có thể khẳng định rằng phần thắng vẫn sẽ nghiêng nhiều hơn về phía Gepard 3.9 của Việt Nam. Mới đây nhất, vào khoảng cuối tháng 3 năm 2021, Trung Quốc giàn trận bát quái ở Biển Đông khi cho hàng trăm tàu cá neo đậu ở Đá Ba Đầu, khu vực bãi đảo sinh tồn đông trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc Hải quân Việt Nam điều tàu khu trục hộ vệ mang tên lửa Quang Trung 16 ra diễn tập thực binh tại Trường Sa nằm trong kế hoạch luyện tập thường niên hàng năm để tăng cường năng lực phòng thủ biển đảo, kết hợp với các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam triển khai vũ khí trên các thực thể địa lý thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông là hoàn toàn phù hợp với công pháp quốc tế. Việt Nam luôn tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước khác, không xâm phạm chủ quyền của nước khác, cũng như không cho bất cứ bên nào sử dụng lãnh thổ của mình để xâm phạm chủ quyền của nước khác. Đó là một hành động hợp lý, nhằm nhắc nhở phía Trung Quốc cần nhận thức được lằn ranh đỏ trước mặt họ để họ biết tự kiềm chế và hành động theo lẽ phải. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Mực nước của Quang Gia Ba, dòng chính của sông Hoài đánh thức giấc ngủ của mọi người và nhiều đồng chí đã thức trắng đêm để hộ đê phòng tránh lũ. Quang Gia Ba là hàng rào kiểm soát lũ của sông Hoài Hà. Trên đó là thượng nguồn của sông Hoài Hà và có mực nước 178m. Từ sáng ngày thứ 2 đến sáng ngày thứ 3 hôm 14 tháng 9,
quốc phòng nhà nước đã tổ chức tổng cộng 5 hội nghị. Trọng tâm của cuộc họp là có nên kích hoạt khu vực chứa lũ Menwa hay không. Khu vực chứa lũ Menwa là hàng rào kiểm soát lũ lụt đầu tiên của sông Hoài Hà, bao gồm 157.800 người và 180.000 hecta đất canh tác. Theo kế hoạch, phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà đã được Quốc vụ Viện phê duyệt khi Quang Gia Ba đạt đến mức nước lũ 29,3m và mực nước tiếp tục dâng cao, khu vực chứa lũ Menwa sẽ được mở cửa tùy theo điều kiện của mực nước, lượng mưa và điều kiện kỹ thuật. Trên Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Nguồn nước đã chủ trì Phòng Thương mại Tổng cục Quốc phòng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng lũ lụt trong khu vực lưu trữ lũ Menwa và cân nhắc những ưu và khuyết điểm, rất khó để đưa ra các quyết định điều hành và kiểm soát lũ. Cái khó là có một số lượng lớn người dân sống trong vùng chứa lũ, cần phải đưa ra các quyết định một cách khoa học và thận trọng. Khó khăn trong việc ra quyết định lập kế hoạch kiểm soát lũ còn thể hiện ở việc dự báo và dự báo điều kiện mực nước và mưa. Các bộ phận thủy văn và khí tượng đang theo dõi tình trạng mực nước và mưa trong thời gian thực 24 giờ một ngày và tính toán xúc tiến đỉnh lũ cũng đang được thực hiện nghiêm túc. Bạn có thể tính toán lại được không? Độ chính xác sẽ chính xác hơn. Mỗi khi Phòng Thương mại họp lại có những yêu cầu mới về số liệu dự báo nhằm kịp thời và chính xác hơn. Sau nhiều lần tính toán và xác minh, đến 8 giờ ngày 14 tháng 9, Cục Thủy văn kết luận mực nước Quang Gia Bá sẽ đạt mức tiểu lũ 29,3m vào khoảng 12 giờ ngày 14 tháng 9. Đỉnh lũ 29,6m sẽ xuất hiện ở Quang Gia Bá vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 9. Mực nước vượt quá mực nước đảm bảo 0,3m. Theo dự báo về điều kiện nước và mưa trong những ngày tới, Cơ quan Quốc phòng đã kết luận rằng nếu mực nước của trạm Quang Gia Bá vượt quá 29,3m và không có sự phân bố lũ, các con đê gần Quang Gia Bá đều sẽ vượt quá mực nước đảm bảo. Nếu mực nước của Quang Gia Bá lên đến 29,6m, các con đê ở các khu vực đất đá Hoang Gang và Chen Da có thể bị tràn. Diện tích đất canh tác ở khu vực bãi biển ngập lụt sẽ tăng thêm 380.000 ha. Khi đỉnh lũ di chuyển về phía hạ lưu, mực nước tại Wen Dang Wan sẽ đạt hoặc vượt mức nước đảm bảo 26,5m. Điều này sẽ làm tăng mối đe dọa đến an toàn của các tuyến kè quan trọng như kè Hua Bay và tăng khả năng mở vùng chứa lũ ở hạ lưu bên dưới Quang Gia Bá. Sau nhiều lần tham vấn chung với Tổng cục Quốc phòng, Ủy ban Hoài Hà, Hà Nam, An Huy và các ý kiến chuyên gia đã được tổng hợp, cân nhắc thượng nguồn và hạ lưu, cân nhắc ưu nhược điểm và cuối cùng khu vực chứa lũ Menwa đã được quyết định một cách dứt khoát. Lúc 11 giờ 05 phút trên Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi công bố lệnh điều động phân lũ Menwa. Tại thời điểm này, mực nước của Quang Gia Bá đã đạt 29,38m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,08m. Và lúc 12 giờ 30 phút, lệnh mở các cổng phân phối lũ được đưa ra. Lưu Gang, Giám đốc Văn phòng Quản lý cổng Quang Gia Bá nhấn nút mở các cổng. Lúc 12 giờ 40 phút, 13 cổng của cổng Quang Gia Bá đều được mở, lũ tràn ra từ dưới cổng và tràn vào vùng đất rộng 180.000 ha ở khu vực chứa lũ Menwa. Điều này được hiểu rằng việc kích hoạt bộ phận lưu trữ lũ Menwa sẽ làm ngập 180.000 ha đất canh tác trong khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của 157.800 người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Di Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh An Huy cho biết, việc sử dụng vùng chứa lũ Menwa để kiểm soát lũ sông Hoài Hà chủ yếu thể hiện ở 4 khía cạnh. Thứ nhất, nó trực tiếp làm giảm đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà vào An Huy, từ Quang Gia Bá được dự đoán là 29,7m. Sau khi mở cổng, nó đã từng giảm xuống 29,4m. Thứ hai, nó đóng một vai trò nhất định trong việc điều chỉnh mực nước lũ ở phần giữa và thượng lưu của Hoài Nam, tỉnh An Huy, và nó có thể giảm khoảng 10cm cho đến Jeng Yang Wan, áp lực kiểm soát lũ lên Hồ Tây, đoạn Linh Quang và phần trên của đê Hui Bay. Thứ tư, rủi ro do hoạt động của mực nước cao trong thời gian dài của đập Menwa Seeker là giảm rất lớn. Từ 20 giờ ngày hôm trước, khu vực chứa lũ Menwa đã được đưa vào tình trạng khẩn cấp, giao thông đường bộ trong khu vực chứa lũ đã được kiểm soát. Đến 5 giờ ngày 14 tháng 9, 3.684 nhân khẩu thuộc 1.257 hộ và 3.684 nhân khẩu sống trong vùng không an toàn trong vùng lũ đã được chuyển đến khu vực an toàn. Đồng thời, 6,85 tấn xăng, 12 tấn dầu diesel và 1,23 tấn thuốc bảo vệ thực vật đã được chuyển trong khu vực kho chứa. Từ 7 giờ đến 8 giờ, quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm kê theo kiểu kéo lưới. Phóng viên được biết, người dân ở khu vực chứa lũ Menwa hiện tâm trạng đã ổn định. Ngoài Quang Gia Bá, việc kiểm soát lũ ở Hồ Hồng Dê cũng đang bị áp lực lớn.
Vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 9, tổng lưu lượng vào hồ Hồng Dê đạt 11.355 mét khối trên giây, lưu lượng lớn thứ 3 vào hồ kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Hồ Hồng Dê vượt qua mức nước cảnh báo 0,29 mét. Nước vào sông tiếp tục lũ lên cao, mực nước hồ Kim Ngưu là 11,51 mét, vượt mực nước cảnh báo 1,01 mét, đứng thứ 3 trong lịch sử. Theo lệnh kích hoạt kênh phân phối lũ ra biển của tướng phòng thủ sông Hoài, Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô đã mở các cửa mới của sông En He vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 9 cho phép kênh dẫn nước vào xả lũ. Trong những năm gần đây, cả nước không ngừng tăng cường nỗ lực kiểm soát sông Hoài Hà, ai cũng quan tâm khả năng kiểm soát lũ của sông Hoài hiện nay như thế nào. Giang Ji Tông, Phó Giám đốc điều hành Văn phòng Quốc phòng cho biết hiện nay, 9 trong số 19 dự án kiểm soát sông Hoài trọng điểm đã hoàn thành và khả năng chống lũ của sông Hoài đã được cải thiện đáng kể. Đối với khu vực lưu trữ lũ Men Qua, mực nước đảm bảo của cổng Quang Gia Bá trong những năm 1950 chỉ có thể đạt khoảng 28 mét. Sau năm 2003, nhà nước đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc tái củng cố cổng Quang Gia Bá và gia cố các kè xung quanh, xây dựng 129 đập và 4 hồ chứa được gia cố, giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ của khu vực này. Năm nay, mực nước đảm bảo của Quang Gia Bá đã được nâng lên 29,3 mét. Mức tăng 0,3 mét này đánh dấu sự cải thiện năng lực kiểm soát lũ. Tuy nhiên, việc kiểm soát lũ của sông Hoài không phải là một sự yên tâm. Giang Ji Tông nói rằng tiêu chuẩn kiểm soát lũ hiện tại cho thượng lưu sông Hoài Hà chỉ có thể đạt một lần trong 10 năm. Vấn đề về các hồ chứa nguy hiểm là nổi bật. Hiện tại có 5.700 hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà, trong đó 40% đang ở mức nguy hiểm. Trong đó 18 trong số 36 hồ dung tích lớn là hồ nguy cấp, chiếm 50%. Các hồ chứa Mesan, Xiong Dian, Li Xuan và Xiahu có liên quan mật thiết đến việc điều tiết và kiểm soát lũ Huê Hê. Ngoại trừ hồ Suya đều là những hồ chứa nguy hiểm và không thể phát huy hết vai trò của chúng trong việc kiểm soát lũ. Dự án Linh Hoa Gang đã hoàn thành và kênh dẫn biển chủ yếu có lợi cho việc kiểm soát lũ ở chung và hạ lưu sông Hoài Hà. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, một đợt mưa mới sẽ xảy ra ở thượng và trung lưu sông Hoài Hà. Trong vài ngày tới, công tác kiểm soát lũ lụt ở Hoài Hà có thể phải đối mặt với những thách thức gay gắt hơn. Trận lũ Hoài Hà năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, lượng mưa lớn và trên diện rộng. Kể từ mấy ngày nay, hơn 90.000 km2 các khu vực trên lưu vực sông Hoài Hà đã nhận được lượng mưa lớn hơn 300mm, chiếm 1/3 diện tích lưu vực sông, lượng mưa lớn gấp 1-2 lần so với bình thường. Thứ hai, lũ lụt đến dữ dội và dâng lên nhanh chóng. Từ hơn 10 ngày nay, mực nước của Quang Gia Bá đã tăng lên 9m. Nếu lũ không được phân phối, mực nước của Quang Gia Bá sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 1991. Thứ ba là bờ kè tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do áp lực nước rất lớn. Mặc dù các tuyến kè chính của sông Hoài Hà chưa gặp nguy hiểm lớn, nhưng hiện có 212 mối nguy hiểm ở các nhánh chính và phụ lưu của sông Hoài Hà ở các tỉnh Hà Nam và An Huy, đặc biệt là sông Hồng Ru đã vượt quá mực nước đảm bảo. Những tình huống này đã làm tăng thách thức đối với việc kiểm soát lũ ở sông Hoài Hà. Vừa qua, một đợt mưa trên diện rộng và cường độ cao đã xảy ra trên lưu vực sông Hoài Hà. Toàn bộ dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt mức cảnh báo. Kể từ năm 2003, một trận lũ lụt trên toàn lưu vực lại xảy ra. Mực nước tại đoạn Quang Gia Bá đến 11 giờ ngày 14 tháng 9 là 29,38 m, hơn mực nước đảm bảo là 0,08 m và tiếp tục dâng cao. Hu Liang Yu, Ủy viên Cục Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện kiêm Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát lũ lụt quốc gia, đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Văn phòng Trung tâm Chỉ huy Quốc gia vào sáng ngày 14 tháng 9. Chỉ huy Quốc phòng An Huy và Giang Tô đã tiến hành tham vấn khẩn cấp, phân tích toàn diện điều kiện mưa và nước của sông Hoài Hà và các dự án tích nước, quyết định sử dụng khu lưu trữ lũ Men Qua để lưu trữ lũ lụt và thực hiện các thỏa thuận khác để kiểm soát lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ thảm họa ở lưu vực sông Hoài Hà. Tất cả các khu vực dọc sông Hoài Hà cần nghiêm túc thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị và dốc hết sức để đối mặt với những trận lũ lớn hơn có thể xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng thủ sông Hoài Hà đã ra thông báo khẩn yêu cầu tất cả các tỉnh trong khu vực nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình hình phòng chống lũ lụt hiện nay, chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, tổ chức và vật chất để chống lũ lụt lớn và các trận chiến lâu dài trên lưu vực. Theo phân tích dữ liệu khí tượng,
vùng mưa lớn liên tục trong vài ngày tới có khả năng di chuyển về phía đông nam lưu vực sông Hoài Hà. Lũ các sông hồ thuộc hệ thống nước Wehe-Jijushi và hồ Hongje sẽ tăng lên và đạt đỉnh. Hiện tại, Cục Quản lý Bảo tồn nước Jijushi thuộc Ủy ban Hoài Hà đã liên tiếp kích hoạt một số dự án bảo tồn nước để kiểm soát lũ lụt theo yêu cầu của Cục Phòng chống và Kiểm soát sông Hoài Hà. Theo tình hình kiểm soát lũ lụt trong tương lai, Ban Giám đốc Quốc phòng Sông Hoài cũng sẽ xem xét tổng thể với Giám đốc Quốc phòng Giang Tô, lập lịch trình khoa học và thực hiện các biện pháp như chia Hoài Hà thành Yi để giải phóng lũ sông Hoài Hà càng sớm càng tốt. Đồi Voi, một điểm du lịch nổi tiếng ở Quế Lâm bị lũ nhấn chìm gần một nửa. Vào ngày 14 tháng 9, đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây đã xuất hiện đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay do lượng mưa lớn ở thượng nguồn. Tính đến 18 giờ, mực nước đỉnh lũ trên đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm đạt 146,74m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,04m. Vào ngày 15 tháng 9, đoạn sông Ly ở thành phố Quế Lâm, Quảng Tây đã xuất hiện đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay do lượng mưa lớn ở thượng nguồn. Thưa quý vị, trong thời gian điều chỉnh nước và cát, các cầu phao dọc theo hạ lưu sông Hoài Hà dần dần bị tháo dỡ. Tính đến chiều ngày 15 tháng 9, cầu phao Udu, cầu phao Pingyan, cầu phao Gulu và cầu phao Bay Quê ở Tế Nam đã bị tháo dỡ. Đỉnh lũ nhân tạo của sông Hoàng Hà tiến đến Tế Nam và Sơn Đông đánh sập 21 cây cầu phao. Theo Tân Hoa Xã tại Tế Nam cho biết, đỉnh lũ nhân tạo thứ 6 của việc điều chỉnh nước và chấm tích sông Hoàng Hà đã được nâng cấp đến khu vực Tế Nam vào ngày 16 tháng 9 để đảm bảo dòng chảy của lũ thông suốt và sự an toàn của giao thông qua sông. 21 cầu phao đã bị tháo dỡ ở phần Sơn Đông. Chúng tôi biết được từ Cục Sông Hoàng Hà, Sơn Đông rằng đỉnh lũ nhân tạo thứ 6 trong quá trình điều tiết nước và chấm tích của sông Hoàng Hà bắt đầu vào 2 ngày trước đó, tiến vào Sơn Đông vào ngày 15 tháng 9 và tăng tốc đến Tế Nam vào ngày 16 tháng 9. Vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9, tốc độ dòng chảy của trạm thủy văn Gao Kun, trạm dừng chân đầu tiên của sông Hoàng Hà đi vào Sơn Đông đạt 2.400 m³/giây, trong khi lưu lượng của các con sông phía trên Tế Nam vượt quá từ 512 m³/giây đến 1.000 m³/giây. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9, tốc độ dòng chảy của trạm thủy văn Gao Kun, trạm đầu tiên của sông Hoàng Hà vào Sơn Đông đã tăng vọt từ 1.000 m³/giây lên 1.680 m³/giây, tạo thành đỉnh lũ nhân tạo để điều chỉnh nước và cát đã chính thức đi vào lãnh thổ của Sơn Đông. Phóng viên đã tìm hiểu từ Cục Sông Hoàng Hà Sơn Đông rằng sau nhiều lần điều chỉnh nước và phù sa trước đó ở sông Hoàng Hà, dung lượng dòng chảy của kênh chính ở hạ lưu sông Hoàng Hà nói chung đạt 3.500 m³/giây đến 4.000 m³/giây, nhưng công suất dòng chảy cục bộ chỉ là 3.200 m³/giây đến 3.400 m³/giây. Hạ lưu sông Hoàng Hà có giao thông đông đúc qua sông và có nhiều cầu phao dọc sông. Để đảm bảo cho dòng nước, cát, lũ và an toàn giao thông được thông suốt, những chiếc cầu phao bắc qua sông đã được phá bỏ từ trên xuống dưới ở khúc sông Sơn Đông. Đến sáng ngày 16 tháng 9, 21 cầu phao đã bị phá bỏ, trong đó tất cả các cầu phao phía trên trạm thủy văn Sunku và một số cầu phao bên dưới Sunku đã bị phá bỏ. Tất cả các cầu nổi sẽ bị dỡ bỏ vì đỉnh lũ nhân tạo để điều tiết nước và cát di chuyển xuống hạ lưu. Sông Hoàng Hà là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc. Trong lịch sử, cả hai bên sông Hoàng Hà đều bị lũ lụt nghiêm trọng, lũ tràn khắp thượng lưu, trung lưu và hạ lưu sông. Theo người phụ trách văn phòng chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán, lũ sông Hoàng Hà chủ yếu ở vùng hạ lưu. Biểu hiện tập trung là những thiên tai nặng nề là vỡ và chuyển dòng sông do lũ lụt thường xuyên mang đến cho người dân hai bên bờ. Đặc điểm của thiên tai lũ lụt là tần suất vỡ bờ bao, diện tích nhấn chìm rộng, lũ lớn và áp lực cát trôi, thiệt hại lớn về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng. Các sự kiện thiên tai lũ lụt lớn trong lịch sử như lũ lụt ở hạ lưu từ năm 602 trước công nguyên đến năm 1938. Trong 2.540 năm, có hơn 1.590 năm lũ lụt ở hạ lưu sông Hoàng Hà. Và trong 543 năm có 26 lần chuyển hướng lớn, phạm vi lũ bắt đầu ở Mezin ở phía Tây, Thiên Tân ở phía Bắc và Giang Hoài ở phía Nam. Vùng chảo bao gồm 250.000 km² của 5 tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy và Giang Tô ở đồng bằng Hoàng Hoài, Hải Hà và dân số hơn 100 triệu người. Trận lụt vào tháng 8 năm 1933 xảy ra trên các nhánh chính và phụ lưu của sông Hoàng Hà và lưu lượng đỉnh của trạm San Xian là 22.000 m³/giây.
trận lụt đã gây ra hơn 50 vết nứt ở bờ Bắc và Nam của hạ lưu sông Hoàng Hà, nhấn chìm 30 quận ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc và Giang Tô, khiến 12.700 người thiệt mạng. Trận lụt vào tháng 7 năm 1958 xảy ra ở trung và hạ lưu sông Hoàng Hà và lưu lượng đỉnh điểm tại trạm Huỳnh Khan Du là 22.300 m3 mỗi giây, đỉnh lũ dâng cao và dữ dội, khiến tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu bị gián đoạn. Dưới sự bảo vệ của 2 triệu lính kiểm soát lũ lụt ở các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông, an toàn kiểm soát lũ lụt và hạ lưu sông Hoàng Hà đã được đảm bảo. Trận lụt năm 1982. Vào tháng 8 năm 1982, một trận lụt xảy ra giữa Samensia và Haiyankun trên sông Hoàng Hà và lưu lượng đỉnh điểm tại trạm Haiyankun là 15.300 m3 mỗi giây. Ở khu vực bãi biển hạ lưu, ngoại trừ một số bãi biển cao ở Yanjuang, Yangmu và Kaifeng, còn lại tất cả đều bị nhấn chìm. Tổng cộng 1.303 ngôi làng ở khu vực bãi biển bị nhấn chìm, 2,1744 triệu hectare đất canh tác, 400.800 ngôi nhà bị sập và dân số bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt này là 932.700. Thảm họa lũ lụt ở thượng lưu và trung lưu. Các thảm họa lũ lụt ở thượng lưu sông Hoàng Hà chủ yếu xảy ra ở đồng bằng He Tao thuộc vùng Lan Châu và vùng Ninh Môn. Do ở thượng nguồn ít có mưa lớn, lũ ít xảy ra, lưu lượng đỉnh lũ ít và trước đây dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển nên thiên tai lũ lụt ít nghiêm trọng hơn ở hạ lưu. Từ Long Môn đến Thông Quan ở trung lưu sông Hoàng Hà có các cao nguyên hoàng thổ ở cả hai bên và có hơn 1 triệu hectare đất bãi biển. Sau khi hồ chứa San Mencia được hoàn thành và đưa vào sử dụng, vùng hạ lưu sông Weihi bị bồi lấp và lũ lụt ngày càng trầm trọng. Năm 1981, lũ thượng nguồn. Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 1981, trời mưa liên tục hơn 30 ngày ở thượng nguồn. Sau khi được điều chỉnh và lưu trữ bởi hồ chứa Lucia, lưu lượng đỉnh cầu sắt Trung Sơn ở Lan Châu vào ngày 15 tháng 9 là 5.600 m3 mỗi giây. Trận lũ đã làm ngập hơn 40.000 ha đất nông nghiệp và làm sập 3.589 ngôi nhà, làm ảnh hưởng tới hơn 120.000 người và hàng chục các nhà máy và hầm mỏ ở Lan Châu. Trận lụt Weihi năm 2003, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10 năm 2003, vùng trung lưu và hạ lưu sông Hoàng Hà gặp phải trận mưa mùa thu ở Tây Trung Quốc hiếm có và có 6 đỉnh lũ ở lưu vực sông Weihi. Cả hai đều ghi nhận mức lũ cao nhất trong lịch sử. Trận lũ làm 8 bờ kè của các nhánh chính và phụ của sông Weihi bị vỡ, ảnh hưởng đến 562.500 người, 292.200 người phải di rời, 1.378.000 ha đất canh tác bị ảnh hưởng và 187.200 ngôi nhà bị sập. Sông Hoàng Hà bước vào mùa lũ chính trong năm nay. Mặc dù hạ lưu sông Hoàng Hà ban đầu đã xây dựng một hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ khối trên và dãy dưới và hai bên sông bị ứ đọng, mặc dù dự án kiểm soát nước Xiao Lang Di về cơ bản đã có thể chống lại mùa lũ thiên nhiên kỷ của sông Hoàng Hà sau 7 năm hoạt động. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên phức tạp của sông Hoàng Hà, điều kiện sông đặc biệt và luôn thay đổi, một số liên kết yếu nổi bật và các vấn đề vẫn làm đau đầu những người làm công tác kiểm soát lũ sông Hoàng Hà. Li Yongqing, Giám đốc Ủy ban Kiểm soát nước sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước cho biết, du lịch trên sông kiểm soát lũ gần đây rằng bất cứ ai đã từng xử lý sông Hoàng Hà đều biết rằng sông Hoàng Hà hiện đang phải đối mặt với nước ít cát nhiều. Các kênh hạ lưu ngày càng thu hẹp, sự mâu thuẫn gay gắt giữa cung cầu tài nguyên và năm mối đe dọa lớn ở vùng lũ hạ du khiến cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi loại lũ với tinh thần chống chọi trong mùa lũ chính vụ. Ít nước và nhiều cát, nước và cát từ nguồn khác nhau, lượng phù sa trung bình của sông Hoàng Hà trong nhiều năm gấp 3 lần so với sông Dương Tử và lượng phù sa tối đa đo được tại trạm San Xian là 911 kg trên mét khối. 60% lượng nước và 80% lượng cát của sông Hoàng Hà đến từ mùa lũ và mùa lũ chủ yếu đến từ một số trận mưa bão và lũ lụt. Kể từ khi người dân cai trị sông Hoàng Hà, bờ kè hạ lưu buộc phải nâng lên 4 lần với độ cao trung bình từ 2 đến 4 mét, nhưng tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt vẫn chưa được cải thiện. Hoàng Hà là con sông treo trong lòng người do sự lắng đọng phù sa lâu ngày, lòng sông hạ lưu nói chung cao hơn mặt đất từ 4 đến 6 mét ở cả hai bờ. Và lũ sông Hoàng Hà đều được bảo vệ bởi các bờ bao ở cả hai bờ, trong đó lòng sông Hoàng Hà cao hơn mặt đất ở thành phố Tân Hương 20 mét, cao hơn mặt đất ở thành phố Khai Phong 13 mét và cao hơn mặt đất ở thành phố Tế Nam là 5 mét. Do tồn tại sông treo nên một khi lũ tràn bờ, độ sâu của bờ kè có thể lên tới 4 đến 5 mét và chênh lệch đầu nước trên lưng nhìn chung từ 8 đến 11 mét.
Thậm chí nếu có những trường hợp nguy hiểm xảy ra như thấm nước, tắc đường ống, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Công trình và dự án kiểm soát này được đắp bằng đá và chức năng chính của chúng là kiểm soát dòng chính của sông sẽ làm giảm lưu lượng nước trực tiếp đến con đê. Tuyến phòng thủ thứ hai con đê kiên cố dài hơn 2.000 km để chống lại các mối đe dọa của lũ lụt lớn hơn. Do thời gian dự báo lũ ngắn và tồn tại, sông lơ lửng cấp 2, nên sau khi nước vào tràn bãi, đường đi sơ tán của người dân sẽ bị ngập nước, khiến việc di dời và giải tỏa các thảm họa của người dân càng khó khăn hơn. Sông Hoàng Hà có thể bị hạn hán và lũ lụt đột ngột trong mùa lũ. Người đứng đầu trụ sở chính của phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Hoàng Hà gần đây đã chỉ ra rằng, kể từ đầu năm nay, một số khu vực của lưu vực sông Hoàng Hà đã trải qua hạn hán nghiêm trọng. Nhưng dự báo thời tiết cho thấy thời tiết thiên tai cực kỳ đột ngột xảy ra trên lưu vực, khả năng xảy ra quá nhiều, rất có thể hạn hán và lũ lụt chuyển biến mạnh, đồng thời xảy ra hạn hán và lũ lụt nhanh và mạnh. Theo dự báo của Ủy ban Kiểm tra nguồn nước sông Hoàng Hà, từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay, lượng mưa ở thượng nguồn sông Hoàng Hà sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%, có thể gây thiếu hụt nguồn nước để chống hạn và phạm vi các khu vực bị ảnh hưởng hạn hán và thiếu nguồn cung cấp nước ở một số thành phố được mở rộng. Theo dự báo, vành đai mưa nằm ở cực Bắc và Nam, vùng mưa lớn trên lưu vực sông Hoàng Hà di chuyển nhẹ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sông Hoàng Hà. Li Yongjin, Giám đốc Ủy ban sông Hoàng Hà chỉ ra rằng vùng hạ lưu sông Hoàng Hà đã không nhận được lũ trong 24 năm và khả năng xảy ra các trận lũ lớn ngày càng tăng. Theo tin của Tân Hoa Xã tại Vũ Hán cho biết, từ 15 giờ ngày 15 tháng 9 đến sáng sớm ngày 16 tháng 9, hầu hết các khu vực ở Hồ Bắc đã bị mưa lớn. Vành đai mưa chủ yếu tập trung ở phía Bắc, đồng bằng Giang Sơn, phía Tây Bắc, Đông Bắc, Hồ Bắc và một số khu vực phía Tây Nam Hồ Bắc. Nhiều trạm khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo màu cam và đỏ để nhắc nhở mọi người chú ý đến các thảm họa địa chất như lũ lụt, lở đất và lở núi. Theo Shi Wangji, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán, đã có mưa lớn ở nhiều mức độ khác nhau ở đồng bằng Bắc Giang Sơn, phần đông bắc của Đông Bắc Hồ Bắc và một phần ở Tây Nam Hồ Bắc. Mưa tiếp tục kéo dài từ 15 giờ ngày 15 tháng 9 đến sáng sớm ngày 16 tháng 9. Lượng mưa lớn nhất của tỉnh xảy ra ở thành phố Jingmen và lượng mưa ở thành phố Yongxiang thuộc quyền quản lý của thành phố Yongxiang đạt 157,8mm, trong đó thị trấn Liangsui của Yongxiang và các khu vực địa phương khác đạt 185,9mm. Vào lúc 18 giờ ngày 15 tháng 9, lượng mưa lớn nhất ở Jingmen đạt 82,3mm một giờ, cao nhất trong tỉnh. Wang Gaoming, trưởng dự báo tại Đài quan sát khí tượng Jingmen cho biết, thời tiết đối lưu mạnh đã mang lại cường độ sét hiếm hoi cho Yongxiang. Trong mùa mưa, Yongxiang đã trải qua hơn 4.000 lần sét đánh xuống mặt đất, trung bình hơn 1.000 lần mỗi giờ. Từ 15 giờ ngày 15 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Kinh Môn đã đưa ra hai cảnh báo màu cam và một cảnh báo màu đỏ để nhắc nhở các thảm họa địa chất. Các chuyên gia chỉ ra rằng lượng mưa lớn được hình thành do tác động tổng hợp của không khí ấm và ẩm phía Tây Nam và không khí lạnh yếu ở tầng trên. Dự báo chiều ngày 16 tháng 9, ngoại trừ Tây Bắc Hồ Bắc, các khu vực khác của Hồ Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày mai phía Bắc có mưa nhẹ, phía Nam có mưa vừa đến mưa to. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam vào ngày 15 tháng 9. Dự kiến sẽ có mưa bão lớn ở các khu vực của Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô từ chiều tối ngày 15 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9. Dự báo tối ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 sẽ có mưa to đến rất to ở phía Đông và Nam Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Bắc Quý Châu, Hồ Bắc, Nam Hà Nam, hầu hết An Huy, Giang Tô, Bắc Chiết Giang và phía Bắc Thượng Hải. Đã có mưa lớn ở phía Nam khu Hoài Hà của An Huy và một phần của trung tâm Giang Tô. Có mưa lớn ở Đông Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Tây Nam và Đông Cát Lâm, Tây Liêu Ninh, Đông Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân và những nơi khác. Và có mưa lớn cục bộ, một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc và gió giật mạnh. Trong thời gian ngắn, thời tiết sẽ có sấm và sét ở các khu vực của Bắc Trung Quốc, miền Trung và Đông Nội Mông, miền Trung và Nam Đông Bắc Trung Quốc, hầu hết Hoàng Hoài, Giang Hoài, Bắc Giang Nam, hầu hết Hầu Bắc, Đông Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Bắc Quý Châu. Sẽ có thời tiết đối lưu mạnh như dông trong thời gian ngắn, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Dự báo từ tối ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 sẽ có nhiệt độ cao trên 35 độ C ở khu vực thuộc Trung và Nam Giang Nam, Trung và Đông Nam Trung Quốc, Trung Thiểm Tây, Nam Sơn Tây, Tây Bắc Hà Nam, lưu vực Chupan Tân Cương và miền Tây Nội Mông. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở Trung và Nam Chiết Giang, trung tâm Giang Tây và lưu vực Tân Cương Chupan là 37-38 độ C.
Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông lúc 10 giờ ngày 16 tháng 9. Dự báo sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở Đông Bắc Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tây Bắc Quý Châu, Nam Thiểm Tây, Hồ Bắc, Trung và Nam Hà Nam. Hầu hết các tỉnh An Huy, Giang Tô, Bắc Chiết Giang, Thượng Hải và các nơi khác từ trưa ngày 16 tháng 9 đến trưa ngày 17 tháng 9, bao gồm Đông Bắc Hồ Bắc, Nam Hà Nam, có mưa lớn ở khu vực Hoài Hà của An Huy và một số khu vực miền Trung và Nam Giang Tô, có mưa lớn ở Đông Bắc và Đông Nam Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Đông Nam Cát Lâm, Tây và Bắc Liêu Ninh, Đông Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân và những nơi khác. Một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông lốc và gió giật mạnh trong thời gian ngắn. Đài quan sát khí tượng Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và đưa ra các dịch vụ dự báo kịp thời. Theo Tân Hoa Xã cho biết, vào ngày 15 tháng 9, một trận mưa lớn, các con đường gần Siyangku ở Nam Kinh bị ngập lụt. Cùng ngày, một lượng mưa lớn đã đổ bộ vào Nam Kinh, gây tích nước ở một số khu vực trong đô thị, gây bất tiện cho việc đi lại của người dân. Vào lúc 5 giờ 53 phút ngày 15 tháng 9, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô lại phát đi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu da cam. Dự kiến trong 3 giờ tới, lượng mưa ở Vô Tích, Thường Châu, Trấn Giang, Nam Thông, miền Trung và Bắc Tô Châu sẽ đạt trên 60mm, kèm theo sấm sét mạnh hoặc thời tiết không ổn định như dông và gió mạnh. Tại Nam Kinh, từ 16 giờ ngày 15 tháng 9 đến 10 giờ ngày 16 tháng 9, trời cũng đổ trận mưa lớn nhất kể từ mùa mưa. Theo số liệu từ hệ thống chỉ huy đo từ xa kiểm soát lũ lụt đô thị Nam Kinh, tính đến 21 giờ ngày 15 tháng 9, lượng mưa ở khu vực đô thị Nam Kinh đã vượt quá 142mm và khu vực Hà Tây đạt 161mm. Đây là khu vực có lượng mưa lớn nhất trong thành phố. Lượng mưa ở Nam Kinh đã lên tới mức mưa cực lớn và trận mưa lớn thảm khốc đầu tiên trong năm nay. Vào khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 9, tại thành phố Nam Kinh mưa lớn, sấm chớp liên tục cắt ngang bầu trời. Trong nửa giờ sau đó, số lượng tia chớp trên bầu trời đã lên tới 200 tia. Chịu ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước sông Kinh Hoai tăng mạnh. Lúc 20 giờ 15 phút ngày 15 tháng 9, mực nước vùng núi đông sông Kinh Hoai đạt mức tối đa 8,56m, vượt mực nước cảnh báo 0,15m và tiếp tục tăng nhanh. Bộ khí tượng dự báo sẽ còn có một đợt mưa lớn ở Giang Tô từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 và lượng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc Giang Tô. Hiện tỉnh Giang Tô đang làm mọi cách để xả lũ, chống úng, yêu cầu phòng chống lũ của tỉnh Giang Tô, cố gắng hết sức để ngăn lũ lụt và thoát nước ở lưu vực sông Hoài Hà. Vào tối ngày 15 tháng 9, Bộ Chỉ huy Phòng chống tỉnh Giang Tô đã tổ chức hội nghị công tác kiểm soát lũ lụt lưu vực sông Hoài Hà để truyền đạt và triển khai các chỉ thị quan trọng của Bí thư Lý Nguyên Sương, Thống đốc Liang Baohua và Phó Bí thư Zhang Lingyan, phân tích tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay ở Hoài Hà, lưu vực sông ở tỉnh Giang Tô và tiếp tục nghiên cứu và triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và thoát nước. Phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô, Tư lệnh Bộ Quốc phòng tỉnh Huang Lixin chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu. Bà yêu cầu các vùng trên lưu vực sông Hoài Hà củng cố tổ chức, lãnh đạo, nỗ lực làm tốt công tác tiêu úng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an toàn mùa lũ. Từ đêm ngày 15 tháng 9 đến sáng sớm ngày 16 tháng 9, Thượng Hải lại hứng chịu một đợt mưa dông mạnh, mưa dông như nốt nhạc. Lúc 0 giờ 18 phút, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải phát đi cảnh báo mưa dông màu vàng và tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam một lần nữa. Trụ sở kiểm soát lũ lụt Thượng Hải cũng đã phát tín hiệu cảnh báo màu vàng về kiểm soát lũ lụt và kiểm soát bão tới hệ thống kiểm soát lũ lụt của thành phố lúc 0 giờ 25 phút, đồng thời triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp 3 cấp độ. Sau trận mưa dông mạnh vào ngày 15 tháng 9, Thượng Hải đã hứng chịu một cơn dông mạnh vào sáng sớm ngày 16 tháng 9 và cơn mưa dữ dội hơn ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn hơn với lượng mưa là 120mm, đạt mức mưa to. Hơn 10 tuyến đường trong thành phố bị ngập trong thời gian ngắn. Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Kiểm soát lũ lụt Thượng Hải và Trạm Thủy văn thành phố, tính đến 4 giờ sáng ngày 16 tháng 9, lượng mưa lớn nhất là ở khu vực Gakun, Bao San đạt 117mm. Tiếp theo là khu vực Hongkou, Jingwan đạt 116mm, đều đạt lượng mưa lớn. Do lượng mưa ngắn hạn tập trung quá nhiều, hơn 10 con đường ở Bao San, Hongkou, Yabe và những nơi khác đã bị tích nước trong thời gian ngắn. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp của thành phố và đời sống của người dân về cơ bản không bị ảnh hưởng. Mưa dông mạnh vẫn xảy ra trong ngày 16 tháng 9 và Đài quan sát khí tượng đưa ra cảnh báo mưa to và dông khác vào lúc 7 giờ 24 phút sáng ngày 16 tháng 9. Lúc 8 giờ sáng ngày 16 tháng 9, lưu lượng vào của Tam Hiệp đạt 37.000 m3 trên giây. Các tàu RoRo ở khu vực đập Tam Hiệp đã thay đổi lộ trình và đều đi đường đặc biệt Tam Hiệp để chuyển cấp cứu.
Hạn hán đã dẫn đến tình trạng thiếu nước liên tục ở thượng nguồn sông Hoàng Hà. Theo Tân Hoa Xã cho biết, do ảnh hưởng của khí hậu khô hạn, lượng nước ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã ở mức thấp trong vòng 4 tháng liên tiếp, xếp hạng thứ 2 trong lịch sử trong cùng thời kỳ. Theo Cục Khí tượng Thanh Hải, nhiệt độ trung bình hàng năm ở khu vực San Yangwan cao hơn 1,6 độ C so với mức trung bình lịch sử, tạo ra một giá trị lịch sử cực đoan kể từ khi dữ liệu khí tượng có sẵn vào năm 1961. Trong năm, xu hướng khô hạn ở khu vực sông Ba Nguồn là rõ ràng. Vì khu vực thượng sông Ba Nguồn cung cấp 49% tổng lượng nước của sông Hoàng Hà, hạn hán ở khu vực sông Ba Nguồn vào năm nay đã dẫn đến nguồn cung cấp nước thấp bất thường ở nguồn sông Hoàng Hà kể từ tháng 4. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, lượng mưa ở khu vực San Yangwan vẫn thấp hơn mức trung bình lịch sử. Trong số đó, từ tháng 4 đến giữa tháng 5, nhiệt độ ở vùng thượng lưu sông Hoàng Hà cao, lượng bốc hơi trên bề mặt gia tăng và xảy ra hạn hán lớn. Trong thời gian này, lượng mưa ở hầu hết các khu vực của thượng nguồn sông Hoàng Hà đều ít hơn từ 40 đến 90%. Trong tháng này năm nay, lưu lượng trung bình của trạm thủy văn đường Hoàng Hải thấp hơn 39,2% so với cùng kỳ năm trước. Người ta hiểu rằng tình trạng thiếu nước liên tục ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã có tác động lớn hơn đến việc sản xuất thủy điện ở lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, nước uống cho người và động vật và việc tưới tiêu cho các khu rừng sinh thái ở lưu vực sông Hoàng Hà. Theo tin tức mới nhất từ Sở Tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 18 giờ 10 phút 2 ngày trước, 7 con mương nhánh ở thung lũng Sang Giao, thị trấn Sang Giao, huyện Mù Ly, tỉnh Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra thảm họa. Dòng chảy xà bần tuôn ra khỏi mương với quy mô khoảng 1,62 triệu mét khối. Do có cảnh báo và dự báo sớm kịp thời, cán bộ các cấp phản ứng nhanh. Chỉ trong vòng 30 phút kể từ khi phát động thông tin cảnh báo sớm, công ty đã tổ chức di rời 1.042 người bị đe dọa từ 251 hộ đến trước, tránh thương vong cho 118 người trong 20 hộ gia đình và thiệt hại kinh tế 14,21 triệu nhân dân tệ, do đó đạt được bảo hiểm rủi ro thành công. Được biết, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm đó, trụ sở phòng chống lụt bão và phòng chống thảm họa địa cầu tỉnh Lương Sơn đã ban hành cảnh báo thời tiết cho toàn bang. Vào lúc 17 giờ 30 phút, Bộ Chỉ huy Liên hợp Phòng chống lụt bão và Phòng chống thảm họa cháy đất của huyện đã phát đi thông báo, để thông báo cho Siang Giao và các thị trấn khác rằng đã có thiên tai lớn. Khi mưa bão xảy ra, cấp độ rủi ro khí tượng về lũ lụt sông vừa và nhỏ và thảm họa núi là tương đối cao. Tất cả các thị trấn được khuyến cáo đề phòng. Khoảng 17 giờ, 7 mương nhánh từ vùng núi cao xuống hạ lưu lần lượt đổ mưa. Vào lúc 17 giờ 45 phút ở vùng hạ lưu của các mương chính, trời bắt đầu mưa ở làng Xiao Giao, thị trấn Xiang Giao, huyện Mù Ly. Lúc 17 giờ 47 phút, thiết bị giám sát chuyên nghiệp và cảnh báo sớm đối với dòng chảy mảnh vụn tiềm ẩn nguy hiểm được lắp đặt ở trung lưu của mương chính năm nay đã phát cảnh báo sớm. Cán bộ thôn và nhân viên giám sát ngay lập tức cảnh báo cho người dân trong khu vực bị đe dọa sơ tán sớm. Thông báo được đưa ra và các đơn vị dân quân khẩn cấp của thị trấn Xiang Giao đã được tổ chức đến từng nhà để thông báo cho quần chúng về việc sơ tán khẩn cấp. Do được cảnh báo sớm kịp thời và sơ tán quyết liệt, 118 người trong 20 hộ gia đình đã không bị thương vong. Từ những hình ảnh hiện trường sau thảm họa, có thể thấy một số ngôi nhà đã bị sạt lở vùi lấp, chỉ còn trơ lại phần mái. Theo thống kê từ Văn phòng Chỉ huy Thảm họa Địa chất tỉnh Lương Sơn, 186 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 173 con gia súc bị chết, 2 km đường bị hư hại, giao thông và liên lạc bị gián đoạn. Đầu tiên, thiết bị giám sát tự động phát ra thông báo báo động. Sau đó, người chịu trách nhiệm phòng chống thiên tai và người giám sát được điều động và bài tập huấn luyện đã được thực hiện trước. Đây là chìa khóa thành công. Phòng chống và kiểm soát của Sở Tài nguyên tỉnh Tứ Xuyên đã chỉ ra một cách tóm tắt các biện pháp tránh rủi ro thành công khi thực hiện. Đêm qua, Sao Sinh Si Trang và Zheng Yu đã đưa ra cảnh báo màu đỏ. Trận mưa xối xả này gây ra nguy cơ lở bùn ở nhiều ngôi làng. Sáng ngày 15 tháng 9, phóng viên đã đến làng Si Keng, thị trấn Di Linh, huyện Si Trang và nhận thấy nhà cửa của nhiều người dân địa phương bị hư hại trong trận mưa bão và công tác cứu hộ dòng chảy xà bần vẫn đang được tiến hành. Chen Li Bang, một cán bộ thôn địa phương cho biết, kể từ khi trận lở đất xảy ra tại thôn vào tối ngày hôm trước, các cán bộ cấp thị trấn, thôn bản và các thành viên của ủy ban đã bám sát tuyến đầu và tích cực hướng dẫn cứu trợ lũ lụt, cứu trợ thiên tai, đường vào vẫn đang được khai thông. Vào sáng sớm ngày 15 tháng 9, Chen Fa Won, một người dân 67 tuổi ở làng Tizabu, thành phố Sengju, đang dọn dẹp các mảnh vỡ bên cạnh ba ngôi nhà bị sập của mình. Phóng viên đi vào ngõ làng, một số người dân đang dọn dẹp bùn đá cạnh nhà. Được biết, 17 giờ đến 20 giờ ngày hôm đó,
Một trận mưa như chút nước ở làng Tuzabu, thành phố Senju, với lượng mưa hơn 130mm. Một trận lở đất đã xảy ra ở phía đông của ngôi làng và các ngôi nhà của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi và hư hỏng. Rất may không có thương vong về người. Người dân địa phương nói với các phóng viên rằng dòng chảy đá vụn xuất hiện từ sườn đồi phía sau làng, kéo dài hơn 200m các con hẻm trong làng. Người dân làng Tuyanjun kể với các phóng viên rằng khi sự việc xảy ra, cha mẹ bà ngoài 80 tuổi đang ăn tối thì bất ngờ lở đất khiến một lượng lớn bùn và đá từ cửa sổ phía sau tràn vào nhà khiến hai cụ hoảng sợ. Đúng lúc nguy cấp, con trai của ông lão Ôn Tấn đến lập tức bế ba mẹ lên lầu 2 thoát qua một cái thang đơn giản trên cửa sổ lầu 2. Ngôi nhà của người dân làng Chen Fayun là một ngôi nhà 2 tầng lợp ngói bùn. Khi trận lở đất đi qua phía sau nhà, nước lũ dâng cao ngay lập tức thấm vào tường bùn. Một lúc sau thì bức tường phía sau của ba ngôi nhà bị sập. Rất may là họ đã bị trốn ở một nơi tương đối an toàn, không có thương tích. Sáng nay, bộ phận cấp điện địa phương đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp nguồn điện. Cán bộ tổ dân phố đã liên hệ với công ty bảo hiểm để giải quyết. Vào tối ngày hôm đó, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Sikeng, thị trấn Jinglin, huyện Xichang, Thiệu Hưng và một cây cầu đá ở lối vào làng đã bị cuốn trôi. Đến nay, nhiều ngôi nhà của người dân đang bị hư hỏng, chưa có người thương vong. Phóng viên được biết, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân địa phương, đội cứu hộ nước lũ, đội cứu hộ chữ thập đỏ và các lực lượng cứu hộ khác đã nhanh chóng đến hiện trường để ứng cứu. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn sông Dương Tử, một trận lũ lớn đã xảy ra ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào ngày 15 tháng 9 và lưu lượng dòng chảy tăng nhanh. Theo yêu cầu của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Dương Tử, mặt trước của đập hồ chứa Tam Hiệp cần được giữ ở mực nước giới hạn khoảng 144m. Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc và các cơ quan ban ngành liên quan đã nghiên cứu và quyết định dừng việc chuyển giao các tàu RoRo giữa đập Tam Hiệp và Zhengzhou 3. Đồng thời, các phương tiện RoRo trong khu vực đập Tam Hiệp đều sẽ đi qua đường dành riêng đến dự án Tam Hiệp. Theo người phụ trách Cục Quản lý Hàng hải Tam Hiệp trên sông Dương Tử, khoảng 20 tàu RoRo đến khu vực đập Tam Hiệp mỗi ngày với hơn 800 phương tiện được tải. Trước đó, các phương tiện ngược xuôi lưu thông qua khu vực đập vận chuyển theo dòng nước sau khi băng qua đường hai bên đập. Để tránh xung đột giữa thời gian thi công của xe RoRo và xe thi công của dự án Tam Hiệp, đã quyết định áp dụng phương thức giao thông tập trung và tính giờ cho xe RoRo. Điều này được hiểu rằng khi dòng chảy vào của Tam Hiệp đạt 45.000 m3 trên giây, âu thuyền Tam Hiệp sẽ bị đình chỉ và các tàu chở khách trong khu vực đập Tam Hiệp sẽ thực hiện các biện pháp lật và chuyển đập khẩn cấp. Theo dự báo sơ bộ, đợt lũ lớn nhất ở thượng nguồn sông Dương Tử, lưu lượng tối đa qua khu vực đập Tam Hiệp sẽ lên tới 49.000 m3 trên giây. Trận lũ lớn nhất trên sông Dương Tử kể từ mùa lũ tràn vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp sau khi đi qua trạm thủy văn Cu Tan ở thượng lưu sông Dương Tử vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 9. Giáo sư Cheng Hayun, kỹ sư trưởng của Cục Thủy văn sông Dương Tử cho biết, lũ lụt là do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Dương Tử và lũ lớn ở một số nhánh sông như sông Kuyang ở lưu vực sông Jiangling. Theo dõi thời gian thực của Cục Thủy văn sông Dương Tử cho thấy, từ 8 giờ ngày 15 tháng 9 đến 8 giờ ngày 16 tháng 9, các khu vực sông Jinsa, Mintuo, Jiliang và Tam Hiệp đã có mưa nhẹ đến mưa vừa trên lưu vực sông Dương Tử và đã có mưa lớn ở một số khu vực. Bị ảnh hưởng bởi dòng chảy lớn, trạm thủy văn Cu Tan, Trùng Khánh ở thượng nguồn sông Dương Tử đã đạt đỉnh lũ lúc 8 giờ ngày 16 tháng 9. Mực nước đỉnh lũ là 176,89m, lưu lượng tương ứng 39.400m3 mỗi giây. Và lúc 11 giờ, mực nước ở Cu Tan giảm xuống 176,84m và lưu lượng tương ứng giảm xuống 39.300m3 mỗi giây. Đây là đỉnh lũ lớn nhất được hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử kể từ mùa lũ. Khi đỉnh lũ đầu tiên của sông Dương Tử trong năm nay đi qua trạm thủy văn Cu Tan vào lúc 7 giờ ngày 20 tháng trước, lưu lượng chỉ là 24.100m3 mỗi giây. Hiện tại, Hồng Phèn đi vào khu vực hồ chứa Tam Hiệp sau khi đi qua trạm thủy văn Cu Tan vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 9, lưu lượng dòng chảy đến hồ Tam Hiệp đã lên 37.000m3 mỗi giây, lưu lượng dòng chảy ra là 32.600m3 mỗi giây, mực nước vẫn dưới giới hạn lũ ở mức 143,98m. Vào ngày 15 tháng 9, Wei Shenzhong, Phó Giám đốc Ủy ban Bảo tồn Nguồn nước sông Dương Tử kiêm Giám đốc Văn phòng Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã ban hành công văn số 2 trong năm nay, yêu cầu hồ chứa Tam Hiệp giảm mực nước trước đập về hạ lũ. Chậm nhất từ 20 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày 15 tháng 9, mực nước là 144m, dự phòng cho đợt điều tiết lũ lần này. Bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng dòng nước từ thượng nguồn sông Dương Tử, tốc độ dòng chảy của trạm Di Trang ở hạ lưu hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 35.500m3 mỗi giây.
vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 9 ở đoạn Sichuan đến Lushan của dòng chính của sông Dương Tử dâng trào. Vào 2 ngày trước, Ủy ban Kiểm soát nước sông Dương Tử và Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã ban hành công văn số 2 trong năm nay, yêu cầu hồ chứa Tam Hiệp hạ mực nước trước đập xuống mực nước dưới hạ lũ 144m trong một thời gian xác định để chuẩn bị cho việc điều động lũ tiếp theo. Theo phân tích dự báo thủy văn, lượng mưa sẽ tiếp tục được duy trì ở thượng lưu sông Dương Tử, dòng chảy chính của trung và hạ lưu sông Dương Tử và các khu vực phía bắc của nó trong tuần tới. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy vào của hồ chứa Tam Hiệp sẽ vượt quá 35.000 m khối mỗi giây vào những ngày qua. Lúc 17 giờ ngày 15 tháng 9, mực nước trước đập Tam Hiệp đã xuống 143,97m so với mực nước tối đa hiện tại là 156m mà dự án Tam Hiệp có thể tích trữ. Hồ chứa Tam Hiệp có thể giải phóng khoảng 6,8 tỷ mét khối dung tích chứa phòng chống lũ. Vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 9, dòng chảy vào của dự án Tam Hiệp tăng lên 39.000 mét khối mỗi giây. Dự án Tam Hiệp mở sâu 12 các lỗ xả lũ để tăng lưu lượng xả và mực nước trước đập giữ ở mức khoảng 144m để tránh lũ lớn hơn. Dự án Tam Hiệp có tổng số 22 hố đáy dẫn dòng, 23 hố sâu xả lũ, 22 hố bề mặt xả lũ. Ngoại trừ hố đáy và hố sâu, hố bề mặt cho đến nay vẫn chưa được sử dụng và nó sẽ chỉ được kích hoạt khi sông Dương Tử gặp phải trận lũ ngàn năm một lần. Theo yêu cầu thiết kế, các hố đáy dẫn dòng đã được bịt hoàn toàn vào tháng 3 năm nay. Hiện nay việc xả lũ chủ yếu đi qua các hố sâu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa ở thượng nguồn sông Dương Tử, một trận lũ lớn đã xảy ra ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào ngày 15 tháng 9 và dòng chảy vào tăng nhanh đạt 37.000 mét khối trên giây vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 9. Theo dự báo sơ bộ, dòng chảy qua đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục tăng và dự báo sẽ vượt mức 40.000 mét khối mỗi giây vào ngày mai. Do sự dao động thường xuyên của mực nước trong vùng nước sông Dương Tử dài 38 km giữa đập Tam Hiệp và đập Geju ở hạ lưu và các mô hình dòng chảy phức tạp có thể thay đổi. Theo quy định điều động âu thuyền Tam Hiệp, một khi tốc độ dòng chảy của đập Tam Hiệp vượt quá 45.000 mét khối mỗi giây, âu thuyền 5 cấp đường đôi Tam Hiệp sẽ bị đình chỉ. Và các tàu chở khách ở khu vực đập Tam Hiệp. Vừa qua, một trận lở đất đã xảy ra ở huyện Mù Li, tỉnh Lương Sơn và một ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Vào tối ngày hôm thứ Bảy, tại hệ tầng Lu Yugu ở làng He Chong Wan, thị trấn Kiawa, huyện Mù Li, tỉnh Liang San đã xảy ra một trận lở đất do mưa lớn. Các công trình nước và trạm biến áp cung cấp điện cho huyện Mù Li đã bị hư hỏng. Trận lở đất đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người trong quận nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ngày hôm đó, một trận mưa lớn đã ập xuống huyện Mù Li, tỉnh Lương Sơn. Tại hệ tầng Lu Yugu của làng Ho Te Wan, thị trấn Kiawa, lượng mưa lớn gây ra lở đất và lũ quét dữ dội đã cuốn trôi cát, đất và đá từ đầu sông xuống. Do được sơ tán kịp thời nên thảm họa không gây thương vong. Có một trạm biến áp bên sông cung cấp điện cho hạt Mù Li. Khi mưa lũ ập đến, một bức tường của trạm bị đổ sập, nước tràn vào trạm khiến một số thiết bị hư hỏng phải ngừng hoạt động. Đồng thời, mưa bão cũng làm hư hỏng các công trình thủy lợi. Từ tối ngày thứ Bảy, nước và điện đã bị cắt trên toàn thành phố Mù Li County. Trước tình hình thiên tai xảy ra, huyện ủy Mù Li và chính quyền huyện đã ngay lập tức đưa ra phương án khẩn cấp. Đồng chí bí thư huyện ủy, hạt trưởng cùng lãnh đạo các phòng ban liên quan khẩn trương đến hiện trường tổ chức cứu hộ sớm nhất có thể. Một nhân viên của chính quyền quận Mù Li nói với các phóng viên rằng để giải quyết vấn đề nước rút bắt đầu từ ngày hôm sau, ngày Chủ nhật, một con suối trên núi đã được rút ra từ trên núi và kết nối với thành phố thông qua một đường ống và 4 điểm cấp nước đã được thiết lập. Ngay cạnh chính quyền quận, một điểm cấp nước khẩn cấp tạm thời được hoạt động. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Mù Li, chính quyền đã yêu cầu các sở công thương tổ chức cung ứng hàng hóa, nghiêm cấm các doanh nghiệp ép giá trái phép. Hiện tại, quận đang hoạt động tốt. Ngoại trừ sự cố mất điện hơi bất tiện, cuộc sống của cư dân được đảm bảo một cách hiệu quả. Những người dân làng bị ảnh hưởng bởi lở đất đã được tái định cư hợp lý bằng cách dựa vào người thân và bạn bè hoặc sống tại các khu tái định cư. Sau khi lở bùn xảy ra, công tác cứu hộ địa phương ngay lập tức bắt đầu. Ngày thứ hai, máy xúc vào hiện trường để gia cố tường trạm biến áp. Nhân viên sửa chữa đã phá tường phía bên kia của trạm biến áp và chuẩn bị nạo vét chỗ đọng nước, nhưng lũ từ phía bên kia tràn vào, việc sửa chữa gặp khó khăn hơn. Rất may, các thiết bị chính của trạm biến áp không bị hư hỏng nên nhanh chóng được khôi phục. Vào ngày Chủ nhật, sau khi 4 máy xúc và 2 máy xúc do thành phố Panjihua tặng cho huyện Mù Li, họ cũng ngay lập tức tham gia nạo vét sông. Khi nào nguồn nước và nguồn điện sẽ được khôi phục, hiện vẫn chưa chắc chắn.
tại Zhejiang, Vân Nam cũng xảy ra một vụ lở đất làm cho 18 người chết và 2 người bị thương và hơn 700 người được cứu nạn tại hiện trường. Xinhua Net cho biết, tính đến 14 giờ ngày 15 tháng 9, 18 người đã được cứu khỏi địa điểm sạt lở đất của dân làng Jiaoyagu ở làng Gapo, thị trấn Guzhu, huyện Zhejiang. Các nạn nhân và 2 người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân huyện để cấp cứu. Tính đến 13 giờ, Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam đã cấp phát 50 lều, 200 áo khoác và 200 mền. Các phòng dân sự ở thành phố Triệu Đông và cấp quận cũng đã cấp phát 50 bộ đồ lót giữ nhiệt, 100 phần nước khoáng và các vật liệu khác. Vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày hôm đó, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại nhóm dân làng Jiaoyagu ở làng Gapo, thị trấn Guhu, huyện Zhejiang và hơn 10 ngôi nhà của dân làng đã bị chôn vùi. Thưa quý vị, hiện nay mực nước trên 433 con sông ở Trung Quốc đã vượt mức nguy hiểm kể từ đầu mùa lũ, trong đó 33 sông lên cao kỷ lục, hơn 200 con sông bị vỡ đê gây ngập lụt nghiêm trọng, hơn nửa miền Nam Trung Quốc bị nhấn chìm. Đến ngày 15 tháng 9, có 70 trạm thủy văn trên toàn Trung Quốc trong tình trạng báo động. Hạ lưu Trường Giang đoạn qua Giám Lợi cho tới Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương và Thái Hồ hiện ở trong tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là khu vực Hồ Bà Dương. Chiều cùng ngày, mực nước sông Trường Giang đoạn ở Nam Kinh, ở phía đông tỉnh Giang Tô ở mức 10,1m, vượt mức báo động 1,4m. Mực nước tại trạm thủy văn Lưu Sơn ở Hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây đã tăng lên 22,6m lúc sáng qua, phá vỡ kỷ lục 22,52m năm 1998 và cao hơn mức báo động 19m. Với 46 triệu dân, tỉnh Giang Tây là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất những tuần qua khi sông Trường Giang có lượng mưa lớn nhất nhiều thập kỷ. Nhà chức trách dự báo sẽ có đợt mưa mới bắt đầu từ ngày 16 tháng 9. Nhà chức trách Trung Quốc từ ngày 16 tháng 9 cảnh báo khả năng xảy ra lũ lớn ở các khu vực phía Bắc sau khi gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nơi ở miền Nam nước này. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho rằng so với trước đây, lượng mưa năm nay dữ dội hơn và liên tục đổ xuống cùng một khu vực, gây áp lực đáng kể trong việc kiểm soát lũ lụt. Theo Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Diệp Kiến Xuân, một số khu vực phía Bắc Trung Quốc có thể sẽ hứng lượng mưa nhiều hơn bình thường khi khu vực này chuẩn bị bước vào mùa mưa. Thường từ cuối tháng trước tới đầu tháng này, cụ thể lũ lớn có thể xảy ra ở các lưu vực sông Tùng Hoa, Hải Hà, Liêu Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang cho biết đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, hệ thống kiểm soát lũ lớn nhất trên hệ thống sông Trường Giang đã giữ lại một nửa dòng chảy so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những lo lắng về khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp. Tân Hoa Xã ngày 15 tháng 9 dẫn thông tin từ quân đội Trung Quốc cho biết hơn 7.000 quân nhân từ lục quân được triển khai tới khu vực phía đông Trung Quốc để tham gia hoạt động phòng chống lũ và cứu hộ khẩn cấp. Theo thông tin của Ban Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc, lũ lụt trong năm nay đã khiến 27 tỉnh thành ở Trung Quốc bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh bị ảnh hưởng nặng nề. Mạng lưới truyền hình toàn quốc Trung Quốc CGTN thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết có 37,89 triệu người bị ảnh hưởng, 141 người chết và mất tích. Nhân viên cứu hộ đang trên đường vận chuyển người bị kẹt ở phía đông tỉnh Giang Tây và phà sơ tán người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở thành phố Kiểu Giang, tỉnh Giang Tây. Ngoài ra còn có khoảng 29.000 căn nhà bị đổ sập, hơn 2,2 triệu người ở 27 tỉnh thành phải sơ tán do lũ lụt. Lũ lụt đã làm hư hại hơn 510.700 ha hoa màu, thiệt hại kinh tế do hư hại tài sản ở các tỉnh lên tới 9 tỷ đô la Mỹ. Trong ngày 15 tháng 9, chính quyền Bắc Kinh cho biết đã dành tổng cộng 85,7 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiên tai trong 5 khu vực bị ngập lụt. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Bộ Tài chính nước này, 5 khu vực đó gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và khu vực Trùng Khánh. Quý vị thân mến, ác mộng lũ lụt lại một lần nữa trỗi dậy, gần 800 hồ chứa vượt cảnh báo lũ. Thị trấn Liulin ở huyện Suxian thuộc tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến tổng lượng mưa lên đến 503mm từ 21 giờ ngày 15 tháng 9 đến 9 giờ ngày 16 tháng 9, gây ra độ ngập úng trung bình là 3,5m. Hơn 8.000 người bị ảnh hưởng trong thị trấn và các nỗ lực cứu trợ cũng như cứu hộ đang được tiến hành. Mưa lớn gây lũ lụt cũng khiến nguồn điện, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn. Trước đó, 5 thành phố ở Hồ Bắc đã ban bố cảnh báo đỏ sau khi mưa xối xả làm mất điện và phá hủy nhiều nhà cửa. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm thành phố Tùy Châu, Tương Dương và Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng có lượng mưa kỷ lục 400mm ngày 15 tháng 9.
Theo hãng thông tấn CNS, có đến 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt mức cảnh báo lũ vào tối ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Tờ China Daily dẫn lời văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh cho biết, thời tiết cực đoan ở tỉnh Hồ Bắc đã khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 hectare đất trồng bị hư hại, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 108 triệu nhân dân tệ. Trung Quốc từng chứng kiến lũ lụt trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách cảnh báo tình trạng thời tiết khắc nghiệt đang dần trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán tại tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tuần trước và lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam vào tháng trước đã gây ra lũ lụt khiến hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo rằng các trận mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau, với các khu vực dọc sông Trường Giang có nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, những chiếc xe ô tô hỏng và phủ đầy bùn đất nằm trong một bãi đậu xe ở thành phố Trịnh Châu đã cho thấy rõ sự khủng khiếp của trận lũ lụt tấn công Trung Quốc hồi tháng trước. Ông Ma Chao, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm của Hà Nam cho hay có ít nhất 238.000 phương tiện bị hư hỏng được gửi đến nghĩa địa ô tô ở ngoại ô Trịnh Châu. Chỉ trong 3 ngày, những trận mưa kỷ lục đã trút lượng nước bằng cả một năm xuống Trịnh Châu, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng. Hàng chục người đã chết vì bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm bị ngập nước, hầm đậu xe và đường hầm ở Trịnh Châu. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia CNCDR và Bộ Quản lý Khẩn cấp MM của Trung Quốc đã điều động một nhóm công tác đến những khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ cứu trợ. Trước đó một ngày, chính quyền Sơn Tây cũng thông báo lũ lụt làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 1,75 triệu người trên khắp 76 huyện của tỉnh này, trong đó có 120.000 người phải sơ tán giữa lúc hơn 17.000 căn nhà và 190.000 hecta hoa màu bị tàn phá. Theo truyền thông Trung Quốc, 59 trạm khí tượng quốc gia đã đo được lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục và 63 trạm đo được tổng lượng mưa cao chưa từng thấy trong giai đoạn kể trên. Nhánh sông Phần ở thành phố Hà Tân, phía tây nam tỉnh Sơn Tây đã hứng chịu trận lũ lớn nhất trong 57 năm trở lại đây vì mưa lớn kéo dài và lũ từ thượng nguồn. Với lưu lượng sông Phần, một chi lưu lớn của sông Hoàng Hà chạm ngưỡng 900 mét khối trên giây, cao gấp 20 lần thông thường. Giới chức buộc phải dẫn nước đến một ngôi làng địa phương có diện tích gần 6.700 ha. Mọi cư dân trong khu vực đã được sơ tán và không có báo cáo thương vong, theo Tân Hoa Xã. Trong khi đó, tại huyện Đại Lệ thuộc tỉnh Thiểm Tây lân cận, lũ lụt do mưa lớn kéo dài đã khiến 32.700 ha hoa màu bị phá hủy, hơn 18.000 người phải sơ tán và nhiều tuyến đường, cơ sở hạ tầng điện hư hỏng. Tính riêng năm nay, theo đài CGTN, sông Hoàng Hà đã có 3 đợt lũ với đợt lũ mùa thu đặc biệt dữ dội. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Wang Chunqing, một quan chức cấp cao của Cục Thủy văn và Tài nguyên nước Trung Quốc khẳng định nguyên nhân là các luồng khí nóng và lạnh liên tục gặp nhau ở trung lưu sông Hoàng Hà.